Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam Việt Nam Report vừa công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018. Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN đứng đầu bảng xếp hạng nhờ doanh thu vượt kế hoạch và hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước sau 10 tháng. Theo đó, 5 vị trí dẫn đầu khối doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 lần lượt thuộc về Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam Công ty cổ phần PVGas. Theo Vietnam Report, đây là các doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, đạt khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế. Bảng xếp hạng được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thu hút nguồn lực, tiếp cận cơ hội kinh doanh mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.